Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Yến. Mình là học sinh của trường tiểu học Hải Thanh A. Sau 20 năm thì quay lại trường trung học phổ thông này, thật sự là ngày hôm nay á làm cho mình cảm giác là rất là vui mừng và hạnh phúc. Đặc biệt hơn nữa là rất xúc động khi gặp lại các cô giáo và thầy cô giáo đã dạy cho mình. Hôm nay thì ngoài sự vui sướng ra thì bản thân mình á được quay lại cái thời tuổi thơ của mình. Thì thời gian trôi qua đã là 20 năm rồi. Tình bạn của chúng tôi thì bây giờ cảm giác là tự nhiên gặp được nhau thì có sự gắn kết hơn. Và ngoài ra thì nó thật sự là tâm hồn tuổi thơ của tôi lúc này nó đang còn lắng đọng ở trong tôi. Bây giờ là trải qua 20 năm, thật sự mình cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cô rất là nhiều trong thời gian qua. Vẫn là lời cảm ơn sâu sắc đến từ tất cả các bạn trong ban tổ chức. Cảm thấy rằng là các bạn là một trong những người rất nhiệt tình, mình rất trân quý điều đó. Chúc toàn khóa của năm 1999 và 2003, chúc các bạn sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của các bạn, thành công trên tất cả các lĩnh vực và gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp. Và để rồi bất chợt nghe đâu đó câu hát quen thuộc về một mái trường sao quá đỗi thân quen. Rồi dưng dưng quá khứ chợt ùa về, làm ta thổn thức nhận ra đây là lúc chúng ta nên trở về. 20 năm trôi qua, kể từ ngày các cựu học sinh niên khóa 1999-2003 tạm biệt mái trường trung học cơ sở Hải Thanh thân yêu, để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh bay đi muôn phương, mỗi người, mỗi nơi, mỗi công việc, cùng bao lo toan bộn bề của cuộc sống. Với các cựu học sinh 1999-2003, trường trung học cơ sở Hải Thanh lần trở về này, với mong muốn kỷ niệm hội khóa 20 năm, để được tri ân mái trường thân yêu, tri ân thầy cô giáo, những người đã dìu dắt, chỉ bảo và dạy dỗ để chúng tôi có được ngày hôm nay, và đặc biệt được gặp gỡ bạn bè, ôn lại những kỷ niệm thơ ngây tuổi học trò ngây ngô, tinh nghịch. Khi chúng tôi bước vào cổng trường, những ký ức tuổi học trò trở lại, ùa về. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như những tháng ngày được sống cùng bạn bè trường xưa, bảng đen phấn trắng, góc cây bàng in đậm sâu trong ký ức của chúng tôi. 20 năm là quãng thời gian rất dài cho ngày gặp lại. Sự phát triển của cuộc sống, mọi thứ cũng thay đổi nhiều và chúng tôi cũng thay đổi theo thời gian. Hiện tại, mỗi người một công việc, người là kỹ sư, bác sĩ, phóng viên, doanh nhân hay những bạn đang vươn mình xây dựng trên quê hương giàu đẹp. Nhưng dù có làm gì chăng nữa, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình bạn ở mỗi chúng tôi. Ngày ấy, khóa học chúng tôi có 5 lớp A, B, C, D, E, khoảng hơn 200 bạn. Cái tuổi của chúng tôi thời đó rất nghịch ngợm và ương bướng. Có cả những lần cãi vã, xô xát, những lần bỏ tiết, giấu sổ đầu bài khiến thầy cô, bố mẹ buồn lòng. Tất cả những kỷ niệm đó như vừa mới đây và in đậm mãi đến tận bây giờ. Thưa toàn thể các em, ngày hôm nay là ngày mà sau 20 năm cô trò ta chia tay và gặp lại. Và cô rất là xúc động. Vô cùng cảm ơn các em đã nhớ đến mái trường và nhớ đến các thầy cô. Và các em đã làm những cái này để mà tri ân lại mái trường và tri ân thầy cô. Thì đây là một món quà rất lớn, không có gì sánh nổi mà các thầy các cô nhận được. Và cô cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ngồi đây rất là nhiệt tình trong những ngày qua. Những cái tháng đang còn nhỏ, đang còn học thì mỗi người mỗi vẻ, nhưng bây giờ ai cũng trưởng thành, ai cũng là có gia đình riêng, có sự nghiệp riêng.
Cái điều đó là các thầy các cô cũng rất là vui mừng. Cho nên bây giờ có nói ngàn lời thì cô cũng động lại trong mình là một sự biết ơn. 20 năm trôi qua, chúng tôi, những cô cậu học trò niên khóa 1999-2003 trường Trung học cơ sở Hải Thanh ngày ấy, đã trở về để gặp lại chính mình trong ký ức bè bạn, gặp lại những ân sư là những người thầy, người cô đã giúp chúng tôi tìm được con đường, những hành trình của tương lai. Em kính thưa cô, kính thưa các bạn, sau hơn 20 năm, chúng ta gặp lại tại mái trường này, gặp lại cô trò, gặp lại các bạn, ôn lại kỷ niệm xưa. Thì thay mặt cho tất cả hội khóa 1999-2003, thì em thay mặt cho các bạn để xin chúc cô sức khỏe, hạnh phúc, tuổi về già, sống vui khỏe có ích, kỷ niệm 20 năm. Thời gian cũng 20 năm rất là xa, nhưng mà em nghĩ cảm tưởng như là nó mới gần đây nhất thôi. Thì thay mặt cho tất cả các bạn thì em xin kính chúc cô nhiều sức khỏe. Sau 20 năm trở về để chạm tay vào những ký ức, những hàng cây góc lớp ngăn bàn, chạm vào những vấp váp sai lầm, chạm vào những rung động đầu đời, những yêu thương mà trái tim vẫn còn thổn thức trong nhịp đập ấy, trở về những tiếng cười nói nô đùa nghịch ngợm, nhưng hơn tất cả là tình bạn, sự sẻ chia trong cuộc sống. Kỷ niệm chẳng là gì khi lòng ta vội xóa, nhưng nó lại là tất cả khi lòng người giữ vẹn nguyên. Chúng em vẫn luôn cảm ơn quý thầy cô vẫn truyền đạt cho chúng em tri thức, còn tiếp thêm cho chúng em ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Những bài học về nghĩa, về tình, bài học về đức độ hy sinh, sự quan tâm chia sẻ, về sự bao dung, lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm. Tất cả bài học đó đã vun đúc lên tinh thần nghị lực của chúng em về tình bạn gắn kết thủy chung. Trong dịp hội khóa, đại diện ban tổ chức đến tận nhà gửi thiệp mời đến các thầy cô về dự hội khóa với chúng em. Gặp lại nhau, cô trò vui mừng khôn xiết, kể biết bao câu chuyện xưa, trao cho nhau những ân tình thầy trò như thuở ban đầu. Thầy cô dù có thêm nhiều sợi bạc, thời gian có làm thay đổi hình dáng, nhưng trong tâm trí những người lái đò thầm lặng vẫn luôn đau đáu đưa chúng em sang sông cập bờ. Cũng trong dịp ngày hội ngộ và tri ân lần này, ban tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đã đến thắp hương tưởng nhớ tri ân thầy giáo Đặng Ngọc Nhất, thầy Nguyễn Văn Năm, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hải Thanh đã mất, và dành giây phút tưởng niệm đến hai thầy. Và cũng thật buồn khi khóa chúng tôi có những bạn đi xa mãi mãi. Chúng tôi đến thắp hương tưởng nhớ tới bạn Trâm, bạn Điệp, bạn Lê Thị Hiền lớp B, bạn Thảo lớp E. Tuy rằng các bạn đã đi xa chúng tớ, nhưng hình ảnh các bạn vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí khóa chúng mình. Mong rằng anh linh các bạn phù hộ cho các thầy cô mạnh khỏe, tất cả các bạn trong khóa được bình an và thêm gắn kết hơn nữa. Chúng tớ cũng thật buồn lòng và xúc động khi thấy hình ảnh người cha, người mẹ của các bạn xúc động trên khóe mắt đã rơi lệ, khi thấy người bạn của con mình đến thăm, nhưng cũng cảm thấy an ủi trong lòng vì tình bạn, sự sẻ chia làm cho mỗi thành viên trong khóa không cầm nổi cảm xúc. Ngày ấy, mùa hè chúng tôi gặp nhau với biết bao sự trong sáng ngây ngô của một thời học trò. Nhưng ngày hôm nay, vẫn là mùa hè ấy nó đã có sự thay đổi. Các bạn của tôi đã khác ngày xưa, các thầy cô giáo tóc đã thêm nhiều sợi bạc, nhưng tình thầy trò, tình bạn của chúng tôi không bao giờ thay đổi mà còn vun vén thắm thiết hơn. Qua đây, toàn thể cựu học sinh niên khóa 1999-2003 chúng em xin cảm ơn ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hải Thanh
đã tạo điều kiện để chúng em tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, được gặp lại thầy cô, bạn bè, ngược thời gian để tìm về một miền ký ức đầy yêu thương, đong đầy của một thời học sinh. Ngày hôm nay, chúng tôi bỏ lại tất cả để về đây, về lại ngôi trường Trung học Cơ sở Hải Thanh, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm, những khát vọng, miền ký ức 20 năm một thời học sinh, những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ cười của thầy và trò sẽ vang mãi, im đậm trong dấu ấn người lái đò và tất cả chúng tôi. Hôm nay nhân dịp 20 năm quay lại trường cấp 2, được gặp gỡ các bạn cùng thời, cùng khóa, thăm lại sức khỏe các thầy cô, và có cơ hội được tri ân thầy cô và trường cũ, mình rất vui, rất phấn khởi. Chúc thầy cô và các bạn mạnh khỏe, đoàn kết và vui vẻ trong cuộc sống. Và cũng mong là sau này chúng ta sẽ có những cái giây phút như thế này, 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta vẫn có thể gặp nhau để ôn lại những cái kỷ niệm, và hiếm có những giây phút được như thế này. Và cũng mong chúng ta sẽ luôn giữ được những cái sự liên lạc và cái những quan hệ tốt đẹp trong cái tập thể của chúng ta. Cảm ơn mọi người.